Thưa quý khán giả, trong những ngày gần đây, tại Cổng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở địa chỉ số 286 Thụy Khuê, Hà Nội, những tấm băng rôn có nội dung yêu cầu Thu Cúc trả lại con cho tôi như thế này đang thu hút sự chú ý của người đi đường. Sự việc bắt nguồn từ 4 ngày trước với thông tin gây xôn xao dư luận về trường hợp tử vong thai nhi của sản phụ khi đến sinh con tại bệnh viện này. Trong thông cáo báo chí phát ra chiều mùng 9 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho rằng hiện nay một số cơ quan báo chí, trang tin điện tử, mạng xã hội đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ phía bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện. Bệnh viện này đồng thời khẳng định không có trường hợp thai nhi nào tử vong tại đây. Bệnh viện yêu cầu báo chí khi đưa tin phải xác nhận thông qua việc liên hệ trực tiếp với bệnh viện. Bệnh viện Thu Cúc cũng khẳng định đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Trước động thái này của bệnh viện, người nhà bệnh nhân đã tập trung trước cổng bệnh viện để phản đối và yêu cầu làm rõ. Phóng viên VTC đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để phản ánh vụ việc. Đây là hồ sơ khám thai của sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, được người nhà cung cấp thưa quý vị theo thông tin từ người nhà bệnh nhân thì vào thai kỳ thứ 38 tuần 4 ngày sản phụ đến bệnh viện khám thai thì phát hiện ra nước ối cạn tuy nhiên thì bác sĩ nói không có vấn đề gì và cho về hẹn đến lịch lên khám khi thai nhi được 39 tuần 2 ngày thì cặp vợ chồng lại đến thăm khám siêu âm cho thấy là ối cạn thai nhi bị dây rốn cuốn hai vòng quanh cổ và yêu cầu bệnh viện được mổ đẻ tuy nhiên thì các bác sĩ không cho mổ khi về nhà thì sản phụ không xuất hiện triệu chứng lạ hay là đau bụng nên là ngày 29 tháng 3 đến khám theo lịch thì qua siêu âm bác sĩ chẩn đoán thai nhi đã ngừng tim và tử vong tại bệnh viện. Mặc dù là phóng viên VTC đã liên hệ làm việc với bệnh viện tuy nhiên thì đến thời điểm này bệnh viện vẫn chưa có bất cứ một thông tin gì để cung cấp cho báo chí. Tuy nhiên trong thông cáo báo chí phát đi chiều ngày 9 tháng 4 bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc khẳng định không có trường hợp thai nhi nào tử vong tại bệnh viện. Trước thông tin này ngay trong trưa ngày 11 tháng 4. Người nhà bệnh nhân đã rất bức xúc và có những phản ứng mạnh mẽ và yêu cầu bệnh viện phải có trách nhiệm sớm làm rõ vụ việc. Chàng hoa quấn cổ, hai vòng, cháu vợ chồng cháu bảo bác sĩ ở đây là cần thiết là phải mổ cấp cứu cho cháu. Nhưng các bác sĩ ở đây bảo là ở đây chàng hoa quấn cổ hai vòng vẫn đẻ bình thường. Đến khi cuối cùng ngày của cháu nó đến thì thì là tim thai sẽ không còn và đùn đẩy trách nhiệm, đòi thanh toán hết gói, thanh toán đi trong đẩy cháu sang bệnh viện trung ương. Gia đình hai vợ chồng của cháu yêu cầu là các bác sĩ ở đây mổ cấp cứu may cho cháu, nhưng không hề mổ. Người nhà nạn nhân cũng cho biết, khi sự việc xảy ra bệnh viện thu cúc có trao đổi với gia đình sau khi chôn cắt cháu bé và sẽ giải quyết vụ việc. Tuy nhiên khi gia đình đến làm việc bệnh viện không có câu trả lời thỏa đáng vâng thưa quý vị cập nhật từ phía gia đình sản phụ d người mẹ có thai nhi tử vong khi đến sinh con tại bệnh viện đa khoa thu cúc anh ta chồng của sản phụ d cho biết sau khi mất con tâm lý và sức khỏe của sản phụ d vẫn chưa được ổn định từ hôm xảy ra vụ việc bệnh viện thu cúc cũng chưa hề đến nhà thăm hỏi những buổi làm việc tại bệnh viện trước đó đều là do gia đình tự đề nghị Thưa quý vị, gia đình sản phụ D cho rằng bệnh viện Thu Cúc đã tắc trách dẫn đến thai nhi tử vong, không mổ đẻ cho dù sản phụ yêu cầu khi kết quả thăm khám cho thấy tim thai dao động nhiều, giảm nước ối, dây rốn cuốn cổ. Vậy không mổ đẻ theo yêu cầu của sản phụ, bệnh viện Thu Cúc sai hay đúng? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bá Nha, nguyên trưởng khoa sản bệnh viện Bạch Mai, một chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa, sau khi xem xét kỹ hồ sơ do gia đình sản phụ đã cung cấp, có những phân tích bước đầu. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Bá Nha cho biết bệnh viện thu cúc theo dõi khá chặt chẽ, ghi chép cẩn thận, tư vấn khá kỹ. Chuyên gia này nhận định quá trình theo dõi thai phụ chưa tuân thủ căn dặn của bác sĩ về việc quay lại khám sau 3 ngày, 7 ngày sau, tức là đến ngày 27 tháng 3, sản phụ đến khám thì đã mất tim thai. Còn về việc gia đình cho biết ngày 16 tháng 3, sản phụ đề nghị được mổ đẻ khi phát hiện giảm nước ối, tim thai dao động nhiều, dây rốn cuốn cổ nhưng bệnh viện nói vẫn có thể đẻ bình thường. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bá Nha cho biết ở góc độ chuyên môn, bác sĩ là người sẽ quyết định có mổ hay không. Tuy nhiên, trong quy chế sử dụng dịch vụ thai sản chọn gói từ tuần thai thứ 36 giữa Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc và Sản Phụ, tài liệu do gia đình cung cấp có ghi, Thủ thuật đỡ đẻ thường hoặc mổ đẻ theo diễn biến trước khi sinh của khách hàng, bệnh viện sẽ quyết định việc đẻ thường hay mổ đẻ dựa trên thể trạng thực tế và nhu cầu của khách hàng. Nếu đúng như tài liệu này thì việc bệnh viện thông mổ đẻ theo yêu cầu của sản phụ là chưa đúng với quy chế dịch vụ hai bên đã ký một chi tiết khác cũng khiến gia đình sản phụ bức xúc là sau khi phát hiện thai nhi tử vong bệnh viện thu cúc đã gọi điện cho người thân sản phụ đến làm thủ tục thanh toán và chuyển sang bệnh viện sản trung ương một bác sĩ sản khoa cho rằng việc bệnh viện thanh toán gói dịch vụ ngay khi thai nhi tử vong vẫn trong bụng mẹ như phản ánh của gia đình là thiếu nhạy cảm theo một bác sĩ sản khoa của bệnh viện thanh nhàn khi thai nhi tử vong bác sĩ có thể tiêm kích đẻ hoặc là chờ cho đẻ thường không cần phải chuyển viện phó giáo sư tiến sĩ phạm bá nha đồng ý với quan điểm này vì tim thai mất thì không cấp cứu được nữa bệnh viện nên giữ lại sản phụ ở lại để gây chuyển dạ sau 4 ngày, vụ thai nhi được cho là tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để. Phía bệnh viện, ngoài thông cáo được đăng trên trang chủ của bệnh viện vào ngày 9 tháng 4 với nội dung Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, theo như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng 9 tháng 4, thì cho đến nay vẫn chưa có thêm thông tin gì. Phía gia đình sản phụ thì cho biết đã mời luật sư vào cuộc và gửi đơn đến cơ quan chức năng. Luật sư Đặng Văn Thành, công ty luật Bảo Tín, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có chia sẻ từ góc độ pháp lý xung quanh vụ việc này. Trách nhiệm của bệnh viện Thu Cúc lúc này sẽ căn cứ theo quy định tại điều 100 và điều 101 của luật khám chữa bệnh 2023. Đấy thì lúc này nếu như có xảy ra tai biến y khoa và có tranh chấp khi có yêu cầu của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh hoặc là người trực tiếp khám chữa bệnh thì bệnh viện Thu Cúc phải thành lập một hội đồng y khoa để mà xác định xem là cái lỗi này cái cái việc hậu quả này nó xảy ra là do nguyên nhân gì và phải có thông báo kết quả cho người yêu cầu cũng như là cơ quan có thẩm quyền. Cũng liên quan đến vụ việc, ngay trong ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc yêu cầu báo cáo trường hợp tử vong thai nhi tại bệnh viện này. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị bệnh viện Đa khoa Thu Cúc kiểm tra, xác minh ngay sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về vụ sức khỏe của bà mẹ trẻ em Bộ Y tế trước 12 giờ ngày 11 tháng 4 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ. Bên cạnh đó, khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh hiện hành để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ nêu trên. Thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ, động viên sản phụ và gia đình. Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế trước ngày 30 tháng 4. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên VTC đã liên hệ với đại diện bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc. Tuy nhiên cho đến thời điểm này đại diện truyền thông của đơn vị từ chối cung cấp thông tin và cho biết phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Và vừa rồi là nội dung của tiêu điểm nóng 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.